Gì? Không đủ em mua thêm nha. Xin phải cái rồi. Đừng quay cảnh tao ghẻ không mà. Quay vàng nè. Trời mày cắt gì sáng quá vậy? Còn nhiều mà. Còn hỏi ấy nữa. Chửi. Tụi gái gì mà chửi gì không hiểu nữa. Nó đi cai nghiện như vậy. Chứ thấy nó gì lắm, cái kia thấy sợ. Trời lớp mà nó nổi các bạn. Tại bạn cũng muốn quen rồi. Thấy đẹp chưa? Quá đẹp. Cô gái. Cô nữ. Sạch thì đâu có điện đâu ta. Có một cục bật. Có mấy máy phun á, mấy máy sạch á. Ờ, có máy phun mà. Ta có máy phun mình, ta có máy phun đâu. Mua đi. Đi đi mua hồi nãy mua nước sơn mẹ rồi. Thế có một hũ mà quẹt cái. Khen ơi, mày quỳ lại đi Khen. Coi tới con, mọi người ai cũng làm việc cực khổ tới con. Mày có sao không? Mày nói đi. Uống cái bình rồi hả má? Con chưa ngủ. Nói chuyện tao hiểu nói gì đúng rồi. Cái này nãy nó thì ngầm quạng quạng. Nó không đẹp mà tí. Từ để cho nó khô được nhiều dính mày. Mày đổ xuống đây nè, lắm vô đây nè. Thì để con đi. Thank you.
em có thấy gì không? Đây chính là trái tim của anh khi thiếu em. Em có thể ngủ đây lắp lại trái tim anh không?